Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu smartphone mà chúng ta có thể chiến mượt game liên quân 4.0, thậm chí sau này là 5.0, 6.0 chẳng hạn, trong khoảng từ 2 đến 3 năm tới nhá. Và cùng bắt đầu thôi. Mẫu máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Xiaomi 11T 5G. Thực sự đây là một mẫu máy mà chúng ta có thể chiến mượt game Liên Quân rất nhiều nhá. Gần đây thì Liên Quân họ cũng đã cập nhật hàng loạt những cái phiên bản liên quan đến có chip MediaTek rồi, cũng như có chip Dimensity đó. Thì thực sự là được tối ưu hóa khá là tốt rồi. Ngày xưa thì các bạn có thể thấy được rằng là Dimensity họ rất là nhiều người dùng chê rằng là khi mà sử dụng con máy này nó sẽ bị hiện tượng là bị răng cưa và không được mượt, không được nét. Thì gần đây Liên Quân họ cũng đã fix lỗi này khá là nhiều rồi, chúng ta có thể yên tâm và trải nghiệm sử dụng nhé. Về con chip Dimensity thì gần đây MediaTek họ đã tối hóa rất là tốt rồi, họ gần như là thay đổi lột xác hoàn toàn so với ngày trước. Ngày xưa thì chúng ta thường thấy là con chip Helio G bao nhiêu đó, ví dụ G80, G85 của MediaTek thì thường là họ sẽ đánh mạnh vào phần gaming. Và tuy nhiên thì gần đây MediaTek họ đã thay đổi lột xác hoàn toàn rồi. Chúng ta có thể trải nghiệm ngay trên chính cái con Dimensity 1200 này thuộc dạng flagship của MediaTek rồi đó. Thì chúng ta có thể trải nghiệm và sử dụng chơi game ở khoảng tầm từ 3 đến 4 năm tới nhá. Các bạn có thể yên tâm về cái việc con chip này có thể chiến được mượt game Liên Quân 4.0 với cái mắt cấu hình setting luôn. Và sau này khi mà có Liên Quân 5.0 chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể trải nghiệm chính cái chiếc máy này nhá. Rồi, và nói thêm về cái phần mức RAM thì con này đang được trang bị RAM 8GB cũng như là bộ nhớ trong 128GB. Các bạn có thể lựa chọn sang một cái phiên bản khác là bộ nhớ trong 256GB. Nhưng mà RAM 8GB thì các bạn có thể yên tâm, tại vì Xiaomi thì họ sẽ có RAM ảo. RAM ảo trong đây thì có thể đẩy lên được khoảng tầm là 12GB tổng cộng nhá. Và về phần RAM ảo thì chúng ta cũng sẽ không bằng RAM thực đâu, nhưng nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được trong khoảng một thời gian dài hơn nữa. Chiếc máy tiếp theo mà mình cũng đánh giá khá là cao đó chính là chiếc Xiaomi 11 Lite 5G NE. Hôm trước mình cũng có lên video nói về chi tiết con này rồi, các bạn có thể xem lại nhá. Thì thực sự là con máy này đang được trang bị là con chip Snapdragon 778 5G thôi. Về cái phần trải nghiệm thì con chip Snapdragon nó sẽ đem lại độ ổn định tốt hơn so với MediaTek. Nhưng mà gần đây thì Dimensity thực sự là họ cũng đã làm rất là tốt rồi. Với con chip Snapdragon 778 này thì thực sự là dành cho những người nào khó tính, cần một cái chiếc điện thoại mà thực sự là nó đã tối ưu hóa tốt từ trước đến nay rồi. Rồi, ngoài con chip này thì chúng ta sẽ được trang bị là mức RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Nó cũng sẽ là đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta trong cái việc mà chơi game Liên Quân đó. Và với con chip và với cái mức cấu hình như này thì các bạn có thể đảm bảo tốt cho chúng ta khoảng tầm từ 2 đến 3 năm tới nhá. Rồi, và với cái con Xiaomi 11 Lite 5G NE này thì không phải tập trung quá nhiều về phần gaming. Nên các bạn lưu ý cho mình trong cái quá trình mà chúng ta chơi game thì nắm lắp thêm cái quạt tản nhiệt ấy thì cho cái chiếc máy của chúng ta đỡ bị nóng nhá. Và cũng như là trong quá trình trải nghiệm xem phim, chơi game, lướt web thì không nên vừa cắm sạc vừa xài cái con này. Với viên pin là 4500mAh thì cũng có thể đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn rồi, không cần quá nhất thiết là chúng ta phải cắm sạc đâu. Tiếp theo nữa đó chính là chiếc Oppo Reno 6 5G. Nhìn chung thì đây là một cái mẫu máy mình cũng đã từng trên tay cho các bạn rồi. Không biết là thị trường Việt Nam của chúng ta có được trang bị một cái phần tối ưu hóa ROM tốt như ở thị trường Trung Quốc hay không. Nhưng mà khi mà mình xách tay từ Trung Quốc về cái con Oppo Reno 6 đó và chơi Liên Quân thì thực sự rất mượt nha các bạn. Không biết tại sao nhưng mà những cái tựa game từ Trung Quốc, ví dụ như khi mà chúng ta cầm những cái máy Trung Quốc về và chơi những cái tựa game như Liên Quân chẳng hạn, nó na ná giống cái tựa game bên Trung Quốc, cùng thực ra là cùng một nhà phát hành thôi, thì khi mà chúng ta chơi game cực kỳ mượt luôn nha các bạn, không hiểu tại sao. Còn khi mà chúng ta quay về lại ROM quốc tế hoặc là ROM Việt Nam, khi mà chơi những cái tựa game này thì nó lại hơi bị khựng và lắc. Không biết là các bạn nào đang sử dụng cái phiên bản chính hãng ở thị trường Việt Nam chạy con chip là Dimensity 900 5G cũng tương tự như thị trường Trung Quốc, thì liệu là chơi Liên Quân nó có khựng lắc hay không thì các bạn đừng quên comment phần phía dưới nhé. Theo mình thì với những cái ROM gần đây thì Oppo họ cũng làm khá tốt với ColorOS rồi. Và chiếc điện thoại cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Đây là một chiếc điện thoại không nhắm quá nhiều về gaming, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thì thực sự cũng khá là ổn đấy nha các bạn. Xiaomi gần đây thì họ cũng đã tối ưu hóa tốt về cái phần camera rồi. Những cái chiếc máy ngày xưa ấy thì chủ yếu tập trung vào mặt cấu hình thôi, chụp hình thì nó cũng không được đẹp. Nhưng mà những cái chiếc mà ví dụ như Redmi Note 10 Pro thực sự đã chuyển qua một cái giai đoạn mới, về phần chụp hình cũng khá là đẹp nha các bạn. Chiếc điện thoại này đang được trang bị vi xử lý là Snapdragon 732G. Đây là một vi xử lý cũng khá là mới chứ không phải như là vi xử lý 730. Với con chip này thì chúng ta có thể lựa chọn trong khoảng từ 1 đến 2 năm tới nhá. Thực sự thì với con chip đầu 7 thì mình cũng không đánh giá quá cao đâu, với những việc mà chúng ta chơi hardcore nhá. Còn với cái việc mà sử dụng thông thường thì cái con chip này có thể đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta trong khoảng từ 2 đến 3 năm tới cơ. Rồi, và với con chip cũng như là một cái màn hình tần số kết cao 120Hz thì chúng ta sẽ được trang bị thêm là RAM 8GB cũng như là bộ nhớ trong 128GB. Đây là một cái mức cấu hình vừa đủ để chúng ta trải nghiệm được những cái tựa game Liên Quân khi mà ngày càng cập nhật
những cái phần skin này, cũng như là những cái phần mà tướng mới, thì chúng ta cũng sẽ yên tâm trong quá trình chơi game. Rồi và trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái dòng máy mà chúng ta có thể lựa chọn để chơi game Liên Quân trong khoảng thời gian tương lai sắp tới. Nhưng mà như các bạn đã biết thì chúng ta còn có một sự lựa chọn tốt hơn, đó chính là những cái mẫu máy iPhone. iPhone thì ví dụ như là iPhone 11 Pro Max hoặc iPhone 11 Pro, với cái mức giá tiền thì chúng ta thấy là hơi đắt hơn một chút xíu, nhưng mà đánh đổi lại là chúng ta có một khoảng thời gian sử dụng nó dài hơn, nó lâu hơn, và trong quá trình tối hóa tốt về game, về những cái đồ họa thì iPhone luôn đem lại cho mình một cảm giác nó ngon hơn rất là nhiều nhá. Những cái tựa game thì thậm chí là có một số tựa game độc quyền trên App Store trên iPhone nữa cơ. Đây là những mẫu máy mới tinh thôi nên có thể là sẽ không bằng những cái mẫu máy 99%, thì mong các bạn bỏ qua nhá. Rồi, các bạn thấy clip hay đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastgame nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần sau.